Thì chiều á mình có đặt cần câu ếch cái nha, khoảng 50 cần. Bây giờ mình đi thăm cái nha. Đi, đi vô em ơi, Ok nha. đi. Bây giờ mình đi thăm cần câu ếch nha. Một cần câu đầu tiên cái nha. Ủa, dưới này. Dính hả? Dính. Bự. Dưa, dưa. Được không? Dưa. Dính đi nha. Dính. Đây, Dưa này. đây cái nha. Dưa này. Một con đầu tiên cái nha. Quang ơi. Quang ơi, lấy lưới rồi Quang ơi, dính con đầu tiên Đó luôn, rồi. mới thăm cần cần đầu tiên dính luôn rồi. Đó rồi. Đây một con đầu tiên cái nha. Nói chung ra nó không có bự nhưng mà cỡ này cũng bự được cái nha. Dưa. Đấy, Rồi. đấy, Ok. êm, viết, 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 viết. Lưới là Quang ơi. Dính con rồi. Ủa không, mình không lấy cái kia lại ta. Kẻ. Ủa cái mồi mình còn trong này mà. Mồi Mồi còn mà. hơi Ừ, hơi mồi tê còn nè. rồi. Mồi. À, dù con nâu nó chạy ngang luôn. Rồi. Cần đầu tiên cũng ok rồi. Ok cái nhà ơi, đi thăm cần đầu Rồi. tiên nó dính rồi. Vậy là vui đó. Vậy là êm à. Đây à. Dính không Quang ơi? Ê, có hôm nay cũng có quan liệu đi đi thăm cần câu nữa cái gì. Thì quan liệu đem cái bao lại. Đứa Cần rồi, ếch. đứa rồi. Đứa rồi, đứa. Đứa đầu tiên rồi. Vip. Rồi. À, Móc bây được giờ rồi. mình tiếp tục ra đi đi luôn, Đi đi chỗ luôn, này luôn đi hả? đi đi, đi thăm đường này luôn. Người đi bộ vậy hả? Ừ? Bộ đi Mình đi chưa? bộ vậy? Đi chứ rồi. Người biết để chỗ nào? Đi đi, chừng nào có nó dính nó nhảy nhảy rồi. Có bên này không? Có một cần à. Chỗ bụi tre nó cần cần á. Đây một cần á. Đây một cần đó. Có. Không, không dính vào. Nè, sen nó ăn hết đó kìa. Thấy không? Sen nó ăn sạch láng đó. Đó nó đi nữa. Hồi chiều thấy con rắn nó đậu trên bụi tre. Con. Nó nhảy rồi. Ở trước luôn cái nữa của em. Mở hàng mới mở hàng cần đầu tiên nó dính rồi cả nhà ơi. Còn à, còn mồi à. Không thấy thấy. Còn à. Mất rồi. Chân sen nó ăn á. Sen nó ăn á. Còn còn Có lưới không cái mà. bạ không? Một bên này. Còn bạ không? Còn cái kia đâu á. Còn mồi ấy không? Hết Còn rồi, mồi có. cuối còn Hả? À, mồi nó đâu có đem lại hả? Đâu có đem lại đâu, sen nó ăn hết rồi, bỏ đi. Không, cái Bỏ mồi cần đó đi mày. Thôi chiều cường chừng nào dính nữa chiều cường quay tiếp cho nghe nhà xem ha. hết à? Đi đi còn đó, còn đó. Phát hiện cái gì? Chó nó vẫy vẫy đuôi kìa. Dính ếch hay gì nè. Dính ếch hay gì? Rồi chó nó phát hiện kìa. Đây nè, ngay đây luôn nè, thấy không? À, dính con. Biết lắm mà. Ok. Quảng ơi. Đây ngon nữa. À, bởi vậy nữa. Thấy chó nó phát hiện Nó là biết liền luôn. Nó vẫy đuôi. Nó vẫy đuôi liền nữa. Rồi. À, Đồ, tại tại mình dòm biết chó thấy mình mà. đấy. Kiếm trong trong kia kìa. Kiếm 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 kiếm. Kiếm nó dễ mà hơn. Kiếm. Rồi, rồi. Quý vợ. Êm thấy không? Vẫy vẫy đuôi. Và chó nó đi ngang nó vẫy đuôi liền mình biết là dính liền. Rồi, Dạ. nói chung là ít không bự cái nha. Cũng vừa. Cũng vừa ăn. Còn mình để trên Đi bờ tới kinh nhanh. kia êm lắm. Rồi, À. ok. Đi vào. Rồi. Hết rồi. Hết rồi. Tới đây. Kia. Cái chỗ này người ta để rồi đó em. Ừ. Đó, ngay chỗ cũ luôn á, người ta để Trong rồi đó, đó mình nhưng bán mà luôn. mình cũng để lại dính bình thường đó. Rồi, à, bây giờ mình móc mồi tiếp theo cái nha. Để sáng mình đi thăm. Rồi, bây giờ mình đi tiếp ha. Mình đi thăm trên kênh sáng nha cả nhà. Thì bây giờ đây cần câu đầu tiên là kênh sáng nha. Ê bự 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 con này bự lắm cái nhà ơi, bự lắm. Đây đây đây, đưa lên đưa lên đưa lên, đưa lên. Bự lắm cái nhà ơi, đây cái nhà thấy không? Ê hay không, hay không, ok không? Đã quá, bự lắm cái nhà ơi. Biết là biết rồi, biết rồi, biết biết biết. Được cái nhà ơi. Rồi bây giờ mình cắm để sáng mình đi thăm tiếp theo cái nha. Bây giờ mình móc mồi nè. Rồi. Rồi. Ê, chỗ kia cũng êm lắm cái nhà ơi.
Thì cái gì sẽ làm hai đi bữa ăn cái thì cái sợ mình ấy á. Không, không sợ đâu, mình bắt ốc thêm. Có gì bắt ốc móc thêm. Ê cấm sao sao cái này. Em không thấy không? Thấy à, Trương Cường à, cấm có mười mấy cừng mà dính hết ba con nha. Còn nữa, quay còn nữa. Ở đây bốn cừng nữa nghe. Cả nhà bữa nay tối nay đây một cừng này không có. Đây một cừng nè. Chỉ đi thăm thôi. Quan liệu không có đi đặt nha. Chiều cường đi đặt với tại em thôi cái nha. Đây đâu đây cừng nữa nè quan ơi. Bốn cừng. Nhảy ha, mới nhảy liền ha. Đây cơm nhiều là ngon. Mới nhảy liền luôn cái nhà ơi. Rồi bây giờ ở đâu đây một cừng nè, có thể dính nè. Tại cấm ở đây, đâu đây một cừng, bốn cừng lận. Còn cừng không biết ở đâu nè, có thể dính luôn á. Ở mình cừng dính mình ở đâu? Đây mới đây à. Đây hả? Đây hả? Đây nè. Ờ. Không, này cừng thứ 4 nè. Cừng thứ 4, vậy. Thôi, bây giờ Triều Cường tắt máy cái, Triều Cường sẽ đi tú Mỹ trên kia thăm tiếp nha. Để một hàng này là ngon. Đúng rồi. Dính không? Dính không? Ủa chưa ăn hả? Đâu? Cần có đâu đây nè. Kia cơ. Hai con luôn, cái nhà mình nó nhảy trước cái nha. Đâu? Không phải đó đâu. Đây nè. Con này nè. Đây nè. Nó đâu đây nè. Mới nhảy hai con luôn cả nhà. Hâm, hút rồi, hút cần con rồi. Khoan, từ từ, thăm từ đồn này qua nè. Nè, bên bụi tre một cần nè, rồi chỗ đó một cần nữa. Đây nè, đâu đây nè, mất tiêu rồi. Anh ấy tức có cái dụ con cái nhà ơi, nó lên mới nhảy liền luôn cái nhà. Em đừng để dép gì. Bây giờ cho quan liệu cắm ở đây đây, chứ còn kiếm một cừng nữa để đó đi, tối nó cũng hử một tối à. Đâu đây một cừng nữa nè mà Chiều Cường quên cái nhà cắm. Đâu đây nè, nó kiên kiên nắng á, nhưng đắt được mua tím mà. Buôn phẩm đó là. Đây nè. Vô quan ơi, ôi vô banh chành luôn. Giấu nè cái nha. Ăn vô cái nha ơi. Giấu quá trời luôn. Mới nhảy liền. Bây giờ Chiều Cường tắt máy, chừng nào dính tiếp thì Chiều Cường quay cho cái nhà xem ha, cho quan liệu móc mồi cái móc mồi mình bỏ buổi sáng cái nha. Rồi đi tiếp, giờ mình đi thăm còn mấy cừng cũng còn rất nhiều cái nha, chừng nào dính tiếp thì Chiều Cường quay cái cho cái nhà xem ha. Ở đây chó rất là nhiều cái nhà, chó nó sủa dữ lắm. Đó, chỗ đó ăn cừng á, bụi chuối á. Ở đây nếu mà dính một con rồi quýp luôn. Để bên kia kìa. Con cho quan rượu vô thăm nè. Con mồi à? Cộng nó vô phải không? Không dính cái nhà. Cộng nó lôi vô. Ở đây nếu mà dính còn cũng quá to cái nha. Rồi, tiếp. Lên. Không có gì, mình bắt ốc hương mình cắm. Kiếm ốc hương vài con thôi. Đây nè.
nãy chụm tụi nó. Còn mồi, còn mồi, còn. Còn. Còn quá ơi. Mình hơi lầm hơi thiếu. Đây cần nè. Đây cần nữa nè. Đây có. Tôi đặt tôi không biết. Plup plup. Ồ, ốc hương nó ăn quá trời. Kìa, còn, còn. Còn mọi luôn. Còn dưới đó cần đó. Dưới góc cầu luôn. Thấy nhảy không? Không thấy nhảy thì không có. Đó. Thấy không? Còn mồi không? Còn đi. Đi, đi. Bây giờ mình vô trong vườn chuối mình thăm còn cũng mấy chục cừng nữa nha. Ở vô ở đây em ơi. Nó ăn kiến, nó ăn mồi mình banh chành hết. Bây giờ đi tiếp với cái nhà. Rồi cừng này bỏ đi. Kiến nó bu quá. Bây giờ mình vô trong vườn chuối. Còn không? Còn mồi không? À, coi ớt nó nhảy kìa. Mà nó chịu lên ăn chưa? Kiến nó bu quá. Kiến bu quá trời, bu luôn. Ớt nó nhảy quá trời luôn. Ê, kiếm bắn chim luôn. Còn kìa. Cừng này cũng còn mồi chứ nha. Tại mình đi... đêm nay mình cấm trùng như người cấm trước cái nhà. Dính nữa ha. Đâu đâu đó. Đó. Bực bực. Ồ. Cái nhà. Cái nhà. Đứng quan 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 đừng gọi ngay, đừng gọi ngay. Ở đây chá. Ờ bự nè cái nhà, cái nhà. Cái nhà bự lắm. Rồi, rồi. 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 Có dấu nè. Ok luôn. Thấy không? Tại em nói cấm ngay dấu người ta không dính. Con cấm cho. Whip nè. Whip 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 whip. Rồi có gì mơi thì làm ẩm thực cho cả nhà xem luôn. À, rồi có gì ớt làm ẩm thực luôn. Cho thêm xem một clip nữa đó cả nhà. Quẹt quẹt lại chút chứ. Không. Hỏi đâu. Đi tiếp. Tại trên cái đoạn này là mình cấm trùng với người ta cấm trước cả nhà. Thì anh em mình đi sau thôi. Thì dính con nào mình cũng nhờ con đấy thôi. Đã biết sao chị Cường cũng đi cấm sau người ta. Thành ra ôi coi kiến rồi, ổ kiến quá trời kìa. Bỏ đi, bỏ đi. Ổ kiến cũng không làm gì được nó đâu. Bỏ đi. Bỏ uổng cái nhà, quan liệu gắn nhét kiến bỏ. Nhảy nữa. Ôi dù. Ê, hồi chiều mình nói có con nhảy ở đây mình cấm dính nữa. Còn nhiều lắm nhưng mà kiến quậy. Kiến quậy quá. Còn mồi không? Ủa cái gì ăn hết mồi vậy? Ồ, nó kéo mồi đi luôn. Không, chỗ này cũng lý tưởng lắm chứ nha. Chỗ này êm lắm á. Văn liệu cũng kiếm gắn lại cho cả nhà xem để văn liệu bắt ra coi. Coi à, coi có. Còn mồi. Cây đó còn. Kiếm lăn rải luôn. Coi soi gắn lại luôn. Vụt hả? Phải đâu? Không, cái đó người ta cấm mình đi trùng kèo với người ta thôi. Nè, cần câu của mình nè. Còn mồi. Cần câu. Gần hết rồi. Mình gần hết cần rồi. Còn vườn bên tè em. Đây người ta cấm trước mình cái nha. Thì mình đi sau, mình dính con nào thì quơ con nấy thôi cái nha. Mình đi sau người ta mà. Người ta cấm trước mình. Tại giờ hiện tại giờ.
con nhái cho bà hả? Bắt nhái luôn. Quan liệu bắt nhái luôn nha, bỏ vô luôn, bỏ vô mình làm luôn, làm láng luôn. À, mình gặp con nào vừa con nấy cái nhà. Đâu rồi? Mất mất cần rồi, mất cần rồi. Đi chút mình quay lại. Bây giờ. Hả? Nhảy rồi dính nó nồi. Nhảy rồi, nhảy. Nhảy. Nhảy con rồi. Mới nhảy con liền luôn. Ê, mình không tới đó đâu bà em ơi. Không có tới. Còn à? Không biết sao nữa, cắm xong rồi quên rồi, quên trước quên sau, bỏ cừng từ lừa cái nhà ơi. Hồi nãy ếch nhảy ở đây mà. Hả? Sao nó ăn? À, đây cái cùng nó... Dính không? Dính con lừa. Hết rồi. Rồi là hết à, từ đây là mình hết rồi. Không phải hết ở đây cái nhà, còn mình còn đi chỗ kia nữa. Đi vô vườn thăm nữa. Còn ngồi không, mình hồi nãy mình nãy hơi chiều á, chiều cường cũng đặt trong vườn à, của em, nhưng mà không có đi thăm được. Hiện tại lúc chiều á trời cũng chuyển mưa á cái nhà, chiều cường cũng không đem đi điện thoại đi quay. Bây giờ mình đi thăm thôi cái nhà ha, coi có dính hay không. À, hôm nay có quan liệu của em đi thăm câu ếch. Thì chào cả nhà, cả nhà. Ừ. Thôi vườn này cũng vườn cổ hồi xưa cái nha. Cũng ếch cũng to to. Hình như hú cần ấy. Con. Còn còn mồi à? Hay là chó quậy hết? Còn còn còn. À. Dính. Dính không? Dính không? Hả? Dính. Ôi dồi, siêu to cả nhà ơi. À, tại trong vườn ông em á, ông em ổng thấy nhảy đây hoài thì bây giờ là đặt ngay chỗ là dính. Rồi gỡ đi, gỡ đi. Dấu giò nè cả nhà. Bự quá cả nhà ơi. Đây. Quan liệu đang gỡ cả nhà. Băng à. Đây. Đã quá. Đây cả nhà. Nước qua nước đó đó à, ông em thấy đặt câu thả ngay chỗ đó nhưng mà nó đâu có mùi, nó đâu ăn được. Ốc hương mình đó, ốc hương đặt nó đâu ăn đâu, đâu phải mồi nó đó đâu. Vô vô ba bò nãy giờ con nãy giờ cũng sáu đứa rồi cả nhà ha, sáu đứa rồi. Đi cả ba thằng mình còn còn đặt bên kia nữa cái nhà, người hai đứa đó, còn đứa còn nhiều cần lắm cái nhà ơi. Đi ba thằng sáu đứa quý vị. Nói chung là mình đặt chỉ kiếm đồ ăn thôi chứ mình không bán cái nhà, có nhiều thì mình ăn. Cái đó nữa, đây là mồi mồi cái biển nha cái nhà. Còn cái nào ấy xé ra mới đi mới sợ không không đủ đủ cái nhà, cá biển, cá biển thầy bắt đây. Cá biển tươi á, cá biển tươi mình á, cá biển nhanh vậy. Đi. Ê nghe nhảy đâu nữa. Đi đi đi, nghe nhảy. Ố chó gì á. Cải ngọt. Cải ngọt. Cải ngọt vườn vườn sạch đó. Rau sạch đó. Đây đâu đen cần nè. Nè. Đây. Ủa đặt lên sửa mồi lên. Mồi nó dằn xuống xuống dưới rồi. Ừ. Cho nó thấy trắng trắng. Bây giờ mình đi thăm mấy cần đặt ở đây, đặt ngay cũng nói trung tâm chủ yếp không cái nhà. Ông em chỉ đặt chỉ thấy chỗ nào nhảy rồi. Nhảy rồi đặt. Còn còn mồi à? Nó chưa lên cái nhà ơi. Chắc đợi sáng ngày mai. Ở đây toàn che gai không nha, đi từ từ nha, không có dép. Còn hả?
gì ấy, đi tí đi. Còn mình còn mấy cần trên kia nữa mà. Bắn trúng tèm hả? Dạ. Đâu nghe nhảy vậy? Ừ? Mới nghe nhảy hồi nãy đó. Đây nè. Đây nè. Đâu ơi trời. Đâu, cần kia đâu? Nè, còn bên đây cần nữa, thăm cần này chứ. Bên này chứ bên này hả? Ừ. Thăm cần này chứ đi, còn cần đọc đây nè. Còn cần bên đây nè. Rồi cứ tới cần bên đây. Hồi nãy nghe nhảy ở đây. Ờ. Rồi, hết rồi. Hết rồi. Cần này là cần cuối cùng. Bây giờ mình đi ra bên kia. Vòng ra bên kia. Nó còn bên dòng bao ngạn đó là mình hết cần rồi cả nhà. Dạ, mình hết rồi đó, mình hết. Chỗ tùng mưa đó, không kín ấy cái. Thì hồi nãy mình đi thăm cũng 50 cần câu cả nhà. Nhưng mà dính có một con. Dính một con. Dính có 6 con cả nhà. Ở đây cũng cần cuối cùng nha. Hiện tại không có. Ê, bình được cũng được 6 con cái nha. À, thằng 6 đứa. Người 2 đứa. Thằng 2 đứa. Ừ, thằng 2 đứa. Thì chiều cường có bye bye cả nhà ở đây ha. Hẹn cả nhà vào video tiếp theo. Thì hiện tại bây giờ đi cắm cầu cũng hơi khó cả nhà. Nó nhiều khi nước lớn. Và nhiều khi nước gồng. Cắm phải canh nước cả nhà. Thì 6 con là cũng may lắm rồi. Thôi, hẹn cái nhà vào video tiếp theo ha. Để sang cái mẹ chiều cường có, nếu mà có dính thì chiều cường quay tiếp cho cái nhà mình xem ha. Bye bye. Chiều cường mến chào cả nhà ha. Thì buổi sáng nay chiều cường đi thăm câu ếch tiếp theo cả nhà. Tối mình cũng có đi thăm cũng dính cả nhà. Bây giờ tiếp tục đi thăm nữa ha. Cần đầu tiên cả nhà. Cần này hồi tối dính rồi cả nhà. Bây giờ nó ăn hết mọt. Đâu còn. Dính đây còn mở hàng là dính. À, dính nữa cái nhà. Ít bự. Chết má luôn. Mẹ. Cái nhà sáng này dính. Đây nè cái nhà. Wow. Ôi. Quá wow, cái nhà. Vô gãy cần luôn cái nhà. Rồi luôn à. Để vô đại thôi gỡ rồi đi thăm tiếp cái nhà quá êm hai cần dính nữa cái nhà hai cần được cái dính mình biết ở đây ếch nhiều lắm cái nhà ôi cần này nó ăn hết mồi cái nhà ơi mình cắm đây cũng cỡ 10 cần cái nhà. Hồi tối mình đi thăm lên được 6-7 con gì đó. Sáng mình gắng sáng đi thăm tiếp. Đây không có, đây hết mọi. Dấu ơi đặt trước như thế để dấu trước đây còn có hai cái cần nữa hết mà
từng câu của người ta đây luôn, người ta cắm sót cái gì. Ở đây ít ớt mà dính con rất to. Bà này dính con cái này đấy. Bà này chuột nó phá hết mồi luôn. Nó phá hết mồi luôn. Dính con cũng to. Ở đây còn mồi. Đây dấu ớt lên mà nó không thấy mồi ăn trời. Để đây luôn, cần này cắm bỏ đây luôn. Sao nó thấy mồi ăn mà. Hết rồi cả nhà. Giờ chị Cường tắt máy, chừng nào có chị Cường quay tiếp cho cả nhà xem ha. Nãy giờ mình đi cũng nhóc cần cả nhà, bây giờ cần này dính nữa cả nhà. Đây, dính con nè, đó, đó. Sữa nó thấy nó muốn chụp. Đây, dính nữa cả nhà. Ớt đó sữa. Đây, nhỏ cả nhà, cũng cực rất to nè cả nhà. Đây, đi tiếp cả nhà. Bây giờ mình bỏ đây, để thăm cái kia ha, để bán. Đây, cái đây. Cần câu nãy giờ mình thăm. Đi sữa đi. Đây là bây giờ mình tới vườn bên đây thăm hết ba cũng cần mới dính thêm con nữa cả nhà. Đi tiếp sữa, để đó đi sữa. Ô, cần câu cần này nó quậy banh chành luôn mà nó không thấy mồi ăn. Đi sữa này. Chị Cường đi hơi lắc cả nhà mình thông cảm nha. Một tay quay, một tay dở cừng nữa cả nhà. Nó hơi lắc. Điện thoại không xuống luôn. Ồ, cừng này kiến nó bu quá. Ớt lên cứ kiến thấy mồi ăn. Ổ kiến nó làm mọt tổ luôn. Sáng nay được có hai con cả nhà. Hai con cũng rất trọng ha. Còn bên kia ông em thăm này mình không có quay cả nhà. Được hai con. Thì tối cũng được 7-8 con cả nhà. Bây giờ được hai con nữa ha. Đây, còn trong vườn này ông em đang thăm. Chiều Cường cũng bye bye cả nhà ở đây ha. Hẹn cả nhà video sau ha. Mình sửa đi theo nữa.